đại lý mới đây, vừa tiết lộ thời điểm bán mẫu xe Hyundai Palisade ở Việt Nam, thêm đối thủ cho Ford Explorer. Theo tin đồn, Hyundai Palisade sẽ có giá dao động trong khoảng 2 tỷ đồng, rẻ hơn Ford Explorer, 2,399 tỷ đồng và Volkswagen Terramont, 2,499 tỷ đồng. Trong tháng 9 tới đây, không chỉ mẫu MPV cỡ lớn Castor mà Hyundai Palisade cũng dự kiến sẽ ra mắt Việt Nam. Thông tin này đã được nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý hé lộ. Khác với Castor, Hyundai Palisade thuộc phân khúc SUV cỡ lớn. Do đó, khi có mặt tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Ford Explorer và Volkswagen Teramont. Việc Hyundai Palisade được bán ở Việt Nam có lẽ không còn là điều bất ngờ. Cách đây vài tháng, mẫu SUV cỡ lớn này từng bị bắt gặp tại trung tâm đăng kiểm khí thải ở Việt Nam. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hyundai Palisade được đồn sẽ bán ở Việt Nam. Vào năm 2019, Mẫu xe này từng được hãng mang về trưng bày khiến tin đồn phân phối bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện của Palisade sẽ khiến danh mục SUV của thương hiệu Hyundai ở Việt Nam trở nên đầy đủ hơn khi trải dài từ phân khúc B đến E, từ đó tăng thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng trong nước. So với Santa FE, Hyundai Palisade có kích thước lớn hơn, tổng thể bao gồm chiều dài 4.995mm, chiều rộng 1.975mm, chiều cao 1.750mm và chiều dài cơ sở 2.900mm không dừng ở đó, mẫu SUV cỡ lớn này còn được áp dụng phong cách thiết kế khá ấn tượng. Ở phiên bản mới nhất, Hyundai Palisade được trang bị lưới tản nhiệt Cascading Grill cỡ lớn với mắt lưới hình học, hệ thống đèn hai tầng trên đầu xe với đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên, kéo dài xuống bên dưới để nằm song song cùng đèn pha. Cản trước và cản sau đều có ốp màu bạc tối dày dặn, tạo cảm giác rắn giỏi cho xe. Tương tự đèn pha, đèn hậu của xe cũng có thiết kế dọc. Trên cản sau xuất hiện dải đèn kéo dài, bao gồm cả đèn phản quang lẫn đèn báo rẽ. Thêm vào đó là hai đầu ống xả vuông vức nằm bên dưới cản sau, và vành hợp kim có thiết kế khỏe khoắn. Với kích thước lớn, Hyundai Palisade được trang bị nội thất ba hàng ghế vừa rộng rãi vừa đủ trang bị tiện nghi. Ở thị trường nước ngoài, mẫu xe này có màn hình cỡ lớn nằm trên mặt táp lô, tích hợp bằng đồng hồ kỹ thuật số, và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 in, đèn LED, cửa sổ trời hai mảnh chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí hàng ghế thứ hai sưởi ấm trên làm mát, xa không dây chuẩn kỳ, rèm che nắng cho hàng ghế sau cũng như hệ thống âm thanh Infinity 12 loa. Trang bị an toàn của Hyundai Palisade cũng khá nổi bật với chính túi khí, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi camera 360 độ và cảnh báo khoảng cách đỗ xe khi tiến trên lùi. Chưa rõ Hyundai Palisade ở Việt Nam sẽ dùng động cơ nào. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, xe có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng V6, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 291 mã lực và mô men xoắn cực đại 355 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Thứ hai là động cơ DSN 4 xi lanh, dung tích 2.2 lít với công suất tối đa 202 mã lực và mô men xoắn cực đại 441 Nm. Động cơ này chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 12,4 km trên lít, khoảng 8,06 lít trên 100 km, ở phiên bản dẫn động một cầu. Giá bán của Hyundai Palisade ở Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ có giá dao động trong khoảng 2 tỷ đồng, rẻ hơn Ford Explorer 2,399 tỷ đồng và Volkswagen Terramont 2,499 tỷ đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.